tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Mia. Ngày hôm nay chị Mia giới thiệu với các bạn một bức tranh ca hình Doraemon đội nón cao bồi này các bạn. Đây chính là bức tranh của chúng ta các bạn ạ. Và để chơi bức tranh cát này chúng ta không thể thiếu màu cát các bạn nha. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu từ màu tranh cát thôi. Doraemon là một trong những cái bộ phim, bộ truyện tranh mà đã được chuyển thể thành phim của Nhật Bản rất được yêu thích ở cả Việt Nam và trên thế giới đấy các bạn. Và chị Mia cũng rất là yêu thích bạn Doraemon với rất nhiều bảo bối thần kỳ. Và chị Mia cũng rất là yêu thích bạn Doraemon này với những bảo bối thần kỳ và luôn luôn giúp đỡ Nobita.
chị Mỹ Hà đã hoàn thành xong bức tranh này rồi các bạn. Bạn Doraemon của chúng ta đang mặc một bộ đồ cowboy rất là dễ thương các bạn ạ. Các bạn có yêu thích bức tranh này không? Ở chị Mỹ Hà thì rất là yêu thích đấy các bạn. Bây giờ thì chị Mỹ Hà xin chào và các bạn. Các bạn hãy nhìn bây giờ sau của chị Mỹ Hà nha. Và các bạn hãy nhớ là đăng ký, like và share để ủng hộ chị Mỹ Hà ra thật nhiều video thú vị hơn đấy các bạn nhé. Xin chào. To my loo, my darling.